Để giảm cân trong một thời gian ngắn là điều vô cùng khó khăn, và để có một thân hình săn chắc là điều ước ao của tất cả mọi người. Anh có bao giờ ước ao mình có 6 múi không? Không cần 6 múi ở đây, chỉ một múi nhưng mà chuẩn về form. Không cần múi nào nhưng mà đây là cái body anh Đàm Vĩnh Hưng luôn mơ ước. Rất chuẩn nè. Sau đây chúng ta sẽ được đến với một thí sinh mà cô ấy đã tập luyện suốt một tuần vừa qua. Cô ấy là người gần như đã bị loại ở vòng trước, đó chính là Minh Thảo. Trước khi vào chương trình này á, chế độ ăn của Thảo khá là thoải mái. Sau khi vào chương trình này á, Thảo phải ăn theo chế độ của bác sĩ. Mọi thứ Thảo đều bị cắt giảm hết, không được uống bất kỳ một thứ gì mà liên quan đến nước ngọt. Trong cái lúc tập luyện á, thì tụi em thì phải ăn theo chế độ của bác sĩ. Còn anh Hải, anh ăn bánh mì nè, anh ăn cơm tấm nè, và những cái món đó là em rất rất là thèm. Mà anh cứ ăn trước mặt em cho nên em cảm thấy rất là ức chế. Khi mà mình kiêng ăn thì mình sẽ bị áp lực và bị stress rất là nặng. Tụi em vừa phải kết hợp tập gym, vừa phải tập nhảy. Thì khi mà mình tập gym á, thì cái cơ mình nó sẽ bị căng ra. Khi mà em nhấc anh Hải lên và anh Hải đã đập vào người em thì em đã bị té và đập đầu xuống thảm. Lúc đó thì em cảm thấy là em bất lực. Xong đó anh Hải đã cố gắng khuyên em và anh tập lại cho em. Tụi em vừa phải tập trung vào cái bài nhảy để mình có thể diễn tốt hết sức có thể, mà bên cạnh đó tụi em còn phải kiêng ăn. Từ đó tới giờ em chưa bao giờ mà làm một cái gì mà nó khó khăn đến như vậy. Đêm trước là chỉ chút xíu nữa thôi bạn sẽ là người dừng cuộc chơi, tuy nhiên ban giám khảo đã cứu bạn ở lại. Bạn nói gì về điều này? Thì em rất 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 là biết ơn, cho nên tuần này em phải nỗ lực giảm cân, nỗ lực nhảy hết sức mình. Xin chúc mừng. Và bây giờ mời ý kiến từ ba vị giám khảo quyền lực của chúng tôi. Xin mời anh lên ạ. Trước tiên thì tôi cảm ơn Lâm Minh Hải. Em đã truyền một cái lửa rất mạnh cho Minh Thảo. Lúc đầu tiên thì tôi đang tính nhận xét là chưa có lần nào tôi xem võ đài mà tôi cảm thấy thú vị, mà nó vui như cái trận võ đài này. Nhưng mà sau khi bắt đầu đưa chân đá lên, hơi hơi là bắt đầu lúc đó ánh mắt của Thảo đổi hẳn luôn. Tụi anh rất là trân trọng những huấn luyện viên, những biên đạo trong cái chương trình Bước Nhảy Ngàn Cân này. Còn đối riêng với Thảo thì anh rất thích, anh và anh John Huy luôn á, hai anh em nhìn nhau. John Huy đi. Wow. Chính xác, Thảo ơi, khi khách nhìn cô em làm cho anh rất là sợ, nhưng mà anh thấy rất là hay luôn. Và trong cái bài này em có một cái cảm giác rất là máu lửa. Em đang thi, em muốn đi xa, em không muốn chiến thắng, nhưng mà em muốn giết cái bài này. Và em cần cái cảm giác đó trong cái cuộc thi này. Và anh hy vọng em sẽ đi xa. Chúc mừng em.
Thứ nhất là tôi đánh giá rất là cao về sự thông minh của người dàn dựng khi mà đưa võ thuật kết hợp với âm nhạc mà sẽ làm cho người ta phấn khích. Thứ hai, trang phục và thần thái của tụi em đều đạt ở mức điểm cao nhất mà tôi đang nghĩ trong đầu tôi. Và một điều nữa, cái sự quyết tâm của Thảo nó như một lời cảm ơn của em dành cho tụi tôi. Tôi rất là ghi nhận và muốn cảm ơn cái điều đó và hành động đó của em đã làm điều tuyệt vời như vậy. Và xin mời số điểm đầu tiên từ anh John Huy Trần. 7 điểm. Xin mời điểm của anh Hoài Linh ạ. Cũng vậy, 7 điểm. 7 điểm. Anh Đàm Vĩnh Hưng. 8 điểm. Và như vậy điểm trung bình của Minh Hảo và Lâm Minh Hải giành được đó chính là 7,3 điểm. Xin chúc mừng. Chưa đâu, lên cái cân để coi cái cân khỏe hay em mệt. Xin mời Lâm Minh Hải hãy dìu người bạn nhảy của mình lên trên. Số cân cũ của Minh Thảo là 89,6 và số cân mới là 86,8. Giảm 2,8 kg, tương đương 3,1%. Tổng điểm của bạn 10,4 điểm. Chúc mừng Minh Thảo. Hiện tại sau hai lượt thi, Minh Thảo đang ở vị trí dẫn đầu. Chúc mừng bạn, tiếp tục cố gắng nhé.